Các loại Việt tại cả mới chơi cập nhật đi. Story 3 tôi chưa rồi mà. Này là chư hầu khi nổi dậy nó có thể nội chiến này, nó có thể gọi thêm chư hầu con của nó tham gia. Để thấy là thử thách rồi. Thiên hoàng Yamato. Rồi chúng ta đã chơi nước Nhật. Lúc này thì thiên hoàng đang bị mất thực quyền, rơi vào tay gia tộc Fujiwara. Fujiwara là gia tộc nắm thực quyền ở nước Nhật. Nhật Hoàng chỉ giữ Kyoto thôi, tỉnh rất là nhỏ. Chúng ta trên con đường gọi là lệnh gì đã mất. Kyoto chỉ là một công quốc rồi. Ồ. Công tước kìa. Thiên hoàng Yamato Tenno Enju tuổi thân. Mốt này nó thêm cái phần gọi là ca nhạc anh em ạ. Thật ra chúng ta cái vấn đề sau này của chúng ta là chúng ta dùng mốt thôi. Chúng ta có dùng cái mốt tăng cái độ khó của vấn đề nổi loạn lên. Tức là những chư hầu càng mạnh ấy thì họ sẽ có xu hướng, tức là cho phép gọi cả chư hầu con của nó. Ví dụ như là một thằng nó nắm giữ một vương quốc mạnh chẳng hạn, nó có khoảng 4 5 6 7 thằng công tước mạnh, thì nó dưới thằng mấy thằng công tước mạnh cũng có mấy thằng mà bá tước mạnh là nó gọi hết đi nổi loạn, chứ không còn là chùm sỏ nữa. Ngày trước là chỉ có ví dụ như thằng vương quốc A nó nổi loạn là chỉ có thằng vương quốc A nó mang quân đi thôi, nhưng mà lần này thì nếu mà nó nổi loạn nó mang cả nước nó đi đấy, bao gồm mẹ tân tật, thành ra là cái lực lượng của nó rất là mạnh.
Thế cái điều tối quan trọng của chúng ta lúc đầu là đừng để bị bắt, bị nổi loạn, siêu về phiền phức. Pháp sư làm và toàn tiếng tàu đấy, hiểu cái con cặc kỳ kiểu mẹ đấy. Thời này Đại Việt họ đinh rồi, đúng rồi, đinh bộ lĩnh. Thời này nhà Tống đang nuốt nhà Đường rồi. Quyền thì tắt cái bật kiếm tiền đi là xong. Hết tiền. Bây giờ mình có Kyoto mở ra cái vùng này. Kiếm một cái vùng nào đấy. 4 5. Lấy được cái khu vực dưới này là đẹp nhất. Cái này là thừa kế như nào đây? Chế độ con trưởng, ok, hợp lý. Chúng ta cần tìm một đồng minh. Hàn Quốc cũng không mạnh. Ừ. Nhà nội địa chung thì chắc chẳng hoàn quyền nữa. Nhà đồng minh với ai đây nhỉ? Chưa đủ tuổi. Mới còn bé. Mới có 15 tuổi. Rồi, tiếng con mẹ nó tàu. Điềm báo trưa hôm nay không hiểu sao buồn ngủ quá nên ngủ quên ở chánh điện. Trong lúc mơ thì nhìn thấy phía đông có ngọn lửa từ trên trời rơi xuống, mọi người chạy toán loạn, nhưng sau khi ngọn lửa rơi xuống thì đột nhiên hóa thành 9 con rồng vàng quấn lấy nhau như một quả cầu ấy. Khi tỉnh lại thì từ trong mộng đã xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy thấy một người ở trong đại điện. Người này giới thiệu tên là cái con cặc này, Hiroshi Habano này. Nó tự giới thiệu nó là đến từ chốn Bồng Lai ở biển Đông, đến từ núi Tiên, theo mệnh của tiên nữ, mang theo một quả cầu 9 con rồng để tìm chân đế. Chúng ta sẽ có một cái bảo vật có đây. Ok. Tào lao.
Mình giữ. À, đạo này có đức tin hiện tại à, đức tin hiện tại là mình à. Mình là lãnh đạo đức tin luôn. Dân tộc Yamato Thiên Hoàng. Cái này chỉ có tác dụng khi chúng ta là một vương quốc vua. Rồi, bố mày lớn rồi. Thân tí thìn à? Ôi đi mẹ. Lồn tí đây. Võ Dũng. Cộng 3 điểm uy tín một tháng á. Bá đạo vậy. Cái này về kinh tế này. Cái này về kinh tế này, cái này về kiểu quản trị đất nước này, cái này về chiến tranh này. Thì chúng ta sẽ thiên về đánh nhau này. Thiên hoàng của mình là thiên về cái gì? Chưa rõ thiên về cái gì. Nhưng mà có vẻ thiên về đọc sách nhiều. Tôi nghĩ thiên hoàng luôn lúc đầu nên theo cái này đi. Lấy một cô vợ. Đồng minh Hàn Quốc à? Hàn Quốc ở gần mình nhất.
Chúng ta cần một đồng minh. Sát nhập được tước vị, sau này có sát nhập được tước vị, có thể sát nhập với cái tước vị bên cạnh này. Thằng này có thằng lính này 360, thằng này cũng tuổi thân. Đây là cái đéo gì, à gửi một đặc phái viên để tạo một liên minh. Ồ cái này thì cũng phải cần đấy à. Ủa thế đánh nhau ở đất Nhật kiểu đó gì? Không có biện minh chiến tranh, thế làm thế nào để lấy được biện minh chiến tranh khi không có. Kyoto. À, đây là một tước vị về lãnh đạo đức tin. Gosho. Mình đang là lãnh đạo đức tin.
Giáo sư. Thần quyền. Tước vị này chỉ là giao cho ai là lãnh đạo đức tin rồi. Vô sở. Này hơi to. Mình có 160 thằng lính. Thằng này mạnh phết, đam 6 65. Đùa đâu. Với mấy thằng Ashigaru vớ vẩn này. Thằng này đam lính bao nhiêu? Lính 31 bình thường. Còn lại ăn được. Thừa sức. Yaojui. Uzi. Tản binh và linh giáo. Linh giáo à. Để thêm thằng để thêm 100 thằng này. Cái này nó lấy hình trong show quân 2. Xi阳过后，就是夜晚了。 Nó chỉ có mấy bài này thôi à? Và đấy bật à? Nó không kiểu bật kiểu liên tục mấy thằng tàu nó lắm chuyện thật. Cái này nó cứ chạy cái gì đây? 5 tháng à? À, bọn này định liếm nốt tần ở đường này. Mạnh đấy, để xem là bao nhiêu quân. 5 vạn. Bên đường yếu lắm rồi. Nhật là cha truyền con nối, con trưởng là người thừa kế, hợp lý nhé. Yeah.
Có cả quần áo của Hàn Quốc này, vua Hàn Quốc, nhưng mà trong này bọn ấy không mặc. Chắc thật thì con nào cũng phải ngon ngon tí nhỉ. Để lắm nhưng phải để chất lượng nhỉ. Cái tổ tiên thần loạn này cũng phải bỏ đi. Mặc dù mình theo con trường thôi nhưng mà mình cái này nó cũng bóp mình nhiều cái. Thằng này có cái cung hoàng đạo à? Cung này là cung giáo đi. Tuổi Dậu này. 6.000 quân. Lấy cái này lâu đấy. 4 năm cơ. Lâu quá. À đây. Cung này là cung gì? Cung Bạch Dương. Tôi cung Bạch Dương. Thân Tý. Ô, cái này mình không chọn nữa nhưng mà lại Thân Tý Thìn đây này. Vợ mình tuổi Tý đấy, thế là mà điềm là mà thuận vợ thuận chồng. Tuổi Tý. Tam hợp à? Hợp lý nhỉ. Thế nó mới, quốc gia nó mới thịnh được. Bọn này bọn như bọn nữ chân nhỉ. Quan tâm. Tao chia mấy cái khu vực này. Tống nó liếm hết rồi. Gì đây? Lãnh đạo đức tin của bọn Tống này, lãnh đạo đức tin của nó có lãnh đạo đức tin à?
Bọn nó có lãnh đạo thông tin, thế thằng này lãnh đạo thông tin. Trang này à, nhưng mà bọn thằng này thì nó lại khác nhá. Tuy nhiên nó dưới trướng thằng này nhưng mà thằng này nó không phải cùng đạo thằng đấy, nó đạo Giang Di, bọn này là đạo Ly Xuê cơ. Thế là cũng rắc rưởi rồi, chắc không đáng ngon. Kiếp lấy tước vị lâu thật. Bắt đầu tiến trình lấy lại những gì đã mất nào. Đây là công trình gì? Chùa. Đây là chùa, một ngôi chùa. Tộc này một trăm tám mươi bốn người còn sống, mất cái đái. Mưu sát. Hai thằng tham gia không mạnh lắm. Đợi Thiên Hoàng này chết cùng yếu. Thiên Hoàng này lại không theo cái đạo Sino của mình, theo đạo khác à? Shogun Chinh Di đại tướng quân, Shogun cái từ này chắc là Chinh Di đại tướng quân, tôi đoán thế. Tốt. Lấy tước vị này không mất tiền à?
đúng không? Không mất tiền. Thuê thì đi thuê, mấy thằng này thuê thì đi thuê. À thằng này nhiều tiền đấy. Nhưng mà lính của mình tinh nhuệ hơn. Thằng này nhiều tiền đấy. 600 tiền. Đúng rồi, các lãnh chúa đang theo thiên hoàng rồi. Hay lắm. Các gia tộc khác đang hướng theo thiên hoàng. Thiên hoàng vạn tuế. Jerry Mao hay xích quỷ là như nào? Tôi chưa hiểu. Nó nói về cái gì? Hai mươi sáu thành viên, 7 tháng, 27 thành viên. Thằng cha này mà chết cơ, thì tôi nghĩ như thế. Dậy nhiều, mang thai, tốt. Các trừ hầu khác thì cũng yếu thôi, cũng không trừ hầu là mạnh hẳn. Hàn Quốc đang không có chiến tranh, có 2.000 quân giúp mình. 24 thành viên, 23 thành viên. Càng ngày càng tụt. Nên để đánh luôn hay là để... Mẹ nó cũng đồng minh với thằng này. Ốm yếu rồi. Phải ốm yếu rồi. Mình vẫn còn trẻ. Không việc gì mình phải vội vàng cả. Cứ đợi. Kiểu gì thì mẹ lúc nó chết thì... Thằng kế vị nó là một thằng đứa con trai nhỏ tuổi. Kiểu gì cũng sẽ gây bất mãn. Ui. Chết khi sinh con. Vai. Tuổi rắn à. Hideko.
phượng. Người chơi à? Vô song. Nguyên nan, duyên dáng như một con chim. Sự duyên dáng như một con chim và như một con rồng. Khả năng sinh sản, khả năng hấp dẫn. Hai bốn tôi không biết chơi. Anh em đợi tôi một tẹo. Nghe đợi tí nha. Đề nghị chắc thật. Tuổi rắn mà lại còn gian dâm. Từ chối. Được. Thương xót khoan dung được thêm nhường. Thế thì không thể nào mà gắn hút được vào bọn này đâu. Gắn hút vào là tăng stress lắm.
Tìm kiếm kho báu. Cái này là tìm kiếm kho báu. Có cái này. Cái này là thưởng trà. Cái gì đây? Hello cutie pie. Em xin chân chư hầu. Cảm ơn Zomrim nha. Ok em. Hôm nay là kiểu như là tiệc mừng một tuổi hay sao ấy. Tiệc một tuổi thì sẽ trẻ con sẽ được mở tiệc, được tặng quà. Sau tiệc rượu trong sảnh sẽ bàn sắp xếp bàn ghế, đồ uống, thức ăn đấy, quà tặng. Thằng đứa con gái đang kiểu nghịch quả óc chó, mọi người thì đang nhìn thấy và cười. Nếu thế thì đứa con gái này sẽ, nếu mà mình chọn cái hài lòng và vỗ tay thì đứa con gái sẽ có đức tính hống hách. Còn nếu mà mình bỏ đi thì đứa bé sẽ khỏe hơn. Ok, chọn cái này đi. Tôi không muốn bị stress. Mẹ này còn có tiệc mừng tuổi, mừng một tuổi nữa. Này, có âm mưu gì đây? Ám sát ai đây? Bậc thầy gián điệp của mình à? Minamoto à? Gomrito cho em làm chư hầu, cho em cờ như Đại Việt. Cờ Đại Việt nó có rất nhiều cờ, cụ thể là em cờ thời nào. Còn nếu cờ Đại Việt không thì là nền trắng, à nền vàng mặt trời đỏ. À đúng rồi, mặt trời đỏ. Vàng đỏ. Rào 2 vạn quân vừa khởi điểm game, mẹ nó đã 2 vạn quân rồi, đéo mà chơi nó. Mình cứ đợi cho thằng lãnh chúa chết thì 23 thành viên này. Hết tay chân của nó. Quân của nó đang ở trên này rồi. Nhanh chóng vào kinh đô chiếm, chiếm kinh đô. Chúng ta có 1 vạn quân rồi mà. Chi phí thuê thì lên đây rẻ hơn mình rồi.
28 tuổi. Ba nghìn, một nghìn, bốn nghìn. Đánh được không? Vào Hàn Quốc chạy nhanh đấy. Hàn Quốc chạy nhanh đấy. Mục tiêu kem đéo là chả là trông chiếm cả thế giới. Game này thì ngoài việc chiếm ngoài thế giới là có cái mục tiêu đéo gì nữa. Cũng may là các chư hầu đều hướng theo ngọn cờ của Nhật Hoàng, nên chúng ta mới có thể dễ dàng chiến thắng như vậy. Yamato, như vậy chúng ta chính thức quay trở lại làm Nhật Hoàng thực quyền. Ái Khanh cái đứa bé tí 3 tuổi, người thừa kế của mình cũng phải ngồi đây à?
Nhưng mà chúng ta cũng chưa lấy được toàn bộ tỉnh này. Mình vẫn chưa thể coi là giàu được. Này cái đéo gì. Người nhìn như không sai đi tuần đi. Luyện ngục Iwase trên trái đất. Cái khu vực này bị thiên tai, bị cháy rừng nên nó viết tấu xin miễn thuế. Chấp nhận chính sách an dân của Nhật Hoàng. Đế quốc Nippon, đế quốc đéo gì. Phe phái nguy hiểm. Có thể tuyển samurai. Samurai đánh gần như mọi địa hình trừ sa mạc. Có chiến hết.
7.500. Có một phe phái nổi loạn. Làm đéo đã có thừa hầu để cho chúng mày. Bình tĩnh. Ba thành viên phe phái tự do. Con mẹ cái này thì nổi loạn, bọn này kinh ấy nhỉ. Có giúp được mình không? Bạn sáu nhưng nó đang đánh nhau. Nhau ngay đấy. Đại Thanh Lộc. Ba nghìn bảy trăm quân nhưng mà không đánh nhau. Thằng đánh nhau thì sợ nó đã giúp mình. Bọn này có đấu tranh ở đây à? Iberia. Quân bọn này thì mạnh này. Rất đồng ý. Tống giúp thì đẹp quá. Khả Hãn Quốc. Bọn này thì cũng không mạnh lắm đâu. Toàn 1.500. 2, 2, 4, 6, 12, 13 thằng, trung bình mỗi thằng khoảng 500 quân. Nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 7 đến 7.000 quân, 7 đến 8.000 quân, 7 đến 8.000 quân. Vợ mình cũng đang mang thai nữa, chưa biết thế nào. Sức mạnh liên minh thì bọn này đang đánh nhau rồi thì hơi khó. Khả Hãn Quốc đợi con mình sinh ra đã, chúng ta vẫn có thời gian 9 tháng rồi.
tiếp. Tuổi chó. Kurenai. Thông minh. Cái người con cả này cứ kết hôn với thằng con trai của nó. Hôn nhân mẫu hệ. Hiện tại chưa có tước quyền đấy thì mình đấy. Cứ đợi đến lúc ấy đã. Đề xuất liên minh. Chấp nhận. Tạm thời. Để đẩy lui bọn này. Quân ngang nhau đấy. Úi, lại đang đánh nhau. Gì đây? Asigaru bắn súng rồi. Chỉ huy bộ binh xuất sắc. Thank you.
quên mình đấy rồi. Trai rồi, tuổi lợn. Vẫn nhiều cái là tộc trung thành với Nhật Hoàng lắm. À đây là chất thất. Ông này thế mà không tham gia nổi loạn này, mình tước đoạt tước vị khôn đấy. Trước vào cùng là
đá công cự nữa rồi. Nó đi tập trung quá. Đánh xong rồi đấy. Đợi quân của nó. Sắp đến rồi. Đây à. Để tương lai rồi. Lúc bố mới phản công. Rồng. Rồi, bây giờ bắt đầu mới xử lý. Mình có thương xót mỹ nhục không? Thương.
thương xót, thành ra là lúc tước đoạt cái này có trên thương xót, tước đoạt cái này nó bị stress, tăng stress. Thương xót gì mấy cái thằng này. Thương xót gì mấy cái thằng này. Tokai. Chúng ta không có tiền để ấy nhỉ. Đúng rồi, mất cái thương xót đi, thay vào phẫn nộ. Chỗ này phải sửa lại. Đây là Owari. Owari này sẽ đây sẽ phong cho gia tộc Oda ở đây. Tiêu ngữ là gì thì tự chọn sau nhé. Ai được phong thì tự chọn sau. Cái này sẽ cho thằng Jotama bởi vì nó nạp tiền.
Đây, Sky. Này là Công quốc Sky. Nếu có biệt tượng Takeda. Vô lý nhỉ. Nếu về tượng Takeda. Có khúc đầu á. Đúng. Vì có đây không phải biểu tượng Takeda mặc dù nó gần giống. Đây không phải biểu tượng của Takeda nhưng mà thôi kệ mẹ vậy. Cũng không tìm được. Không đéo này. Cứ theo lịch sử mà dùng thằng Zotama này mẹ toàn luôn nét được 10.000 khôn vậy đấy. Takeda Zomiro. Wow.
Thằng này nó không phản mình, cay thật. Nó phản cho mình thì đỡ. Thiếu tiền. Tạm thời thì không có tiền tạo tước vị nên đành phải Tsushima này. Để cuộc nổi loạn sau à, hết mẹ tiền này. Bọn này sẽ là Colena gì nhỉ? Đây là Colena. Cái gì nhỉ? Thế quên mẹ rồi. Gì mà bọn đánh với bọn theo đạo Phật nhỉ? Mà gì thế động Phật nhỉ, quên mẹ tên. Đây bọn Saga này. Nhất thời thì quên mẹ. Cái này là Chozukame này. Date này. Cái bọn gì mà đối đầu với Takeda ấy nhỉ? Shingen ấy nhỉ? Uesugi. Uesugi Kenshin là người đối đầu đúng không? Quay cuối kia Uesugi, Uesugi. Hình Uesugi là hình hai con chim đang hôn nhau. Đã vào chim này. Không phải đấy thì mình lấy bừa nữa.
Mặc dồn. Đẻ được ba thằng. Uchiha cái đéo thì Uchiha còn chơi năm gan đéo đâu. Tào lao. Đấy, tạm thời chúng ta thống lĩnh lần này thành. Việt vẫn thế. Khả Hãn Quốc. Mình đang stress quá. Nhưng mà không ấy được cái này. Kệ cái gì cho cứ cầm đấy mà đang đủ slot thì cứ cầm mà cho nó nhiều tiền. Yamato language. Xem chúng này còn dám nổi loạn trước Thiên Hoàng nữa không. Nếu vụ đời này thay đổi mà. Takeda Oda Nobuchika. Takeda Suzu Uesugi Yoritaka. Phân chia hành chính cho nó ngon ngon.
Đúng rồi. Mốt game này khác mốt game trước. Mốt khác nhau. 2600. Rồi bỏ cái thử từ loại này. 7500 cơ, sợ đéo đủ tiền. 31 tuổi, vợ 32 tuổi. Hai người con. Đấy, cái vị này cũng phải lo nhiều. Chỉ là chọn lọc xem thằng nào tài giỏi hơn thôi. Tsushima này. Năm xưa là thành Mông Cổ này. Chiếm chỗ này thôi để đánh Nhật Bản này. Tống mạnh quá. Hơi ít cầu đá một tí. Trên này là đa tê này. Và cái chỗ này ông nào nhớ tên không? Chỗ này có nhớ nhớ. À, Huzhou. Thằng này sẽ là Huzhou này. Đó, thằng này là Imagawa. Thằng này là Huzhou này. Thằng này là đa tê này. Thằng này đéo biết là thằng gì. Chơi mẹ Shogun nhiều nhớ vãi lìn. Thằng ở đây thì nhớ là thằng Mori này. Thằng đây là Chosokabe này. Thằng đây là Satsuma này. Thằng ở đây thì là Hattori đi. Thằng ở đây thì đéo nhớ là thằng gì. Thằng đây đặt mẹ là Ikuiki đi. Thằng ở đây thì đéo nhớ. Đã biết là thằng nào. Có tiền thì tập tạo thêm một thằng nữa. Tạo đây đi. Thằng này là Chosukabe đi. À, Chosukabe ông nào muốn rồi. Asuka xin xong rút lại, như vậy là có xin hay không? Ngày hôm nay lại không có hứng thú lấy tước vị à? 56 anh em xem mà không ai thích tước vị à?
Chusokabe. Cứ tích tiền tạo hết các tước vị công cụ. Nghiệp vũ đúng không? Chusokabe. Tí đủ tiền tạo thêm một tước vị nữa. Tuổi chó. Mẫu nghệ 32 rồi. Càng nét nhỉ. Đều với cô. Này Satsuma. Satsuma mới đúng nhỉ? Satsuma. Đúng không? Không có sai đâu. Xanh là cây. Satsuma là
cho Asgard rồi, Agassin này. Chư hầu Nhật Bản có giới hạn đấy. Anh em phải nhanh chân đi, không được hết đi. Tìm logo của thằng Satsuma. Tôi vừa thấy xong. Đây. Satsuma. Và của viewer Asuka đúng không? Có tiền để tạo tiếp. Suzukabe. Đây. 137. À phải chiếm xong cái này nữa. Lập nhà Date ở đây. Cho em xin Mori à? Được. Cho thằng Lê Thư với Mori nhé. Mori ở đây. Mori. Mori logo như nào nhỉ? Mori clan. À ok. Được. Nền đỏ. Chữ trắng. Chữ kiểu ba chấm có cái gạch ngang ở trên. Đây. Chuẩn mã luôn Mori. Mori clan.
gia tộc của Lê Thứ. Molly Clan. Jessica Bear Clan. Guardian. Nè, có tiền. Ô, chua một cái chùy nó ra này. Thằng này chỉnh cái mẹ nó thành Hattori Fuji Fujiwara. Ừ, Fujiwara cũng được. Ai thích bọn này? Fujiwara. Copy. Chưa. Được, tám tiền vẫn còn để cho anh em ạ. Tha hồ. Sanjo. Ừ, bọn này mình sẽ đặt là Hojo, à Tokugawa, xong bọn cạnh là Hojo. Đây sẽ Tokugawa, đây là Hojo. Ai lấy Tokugawa nè? Chuẩn đỗ à? Tokugawa là nền trắng, chữ vàng. Tokugawa là ba cái quạt chụm vào. Đây, màu vàng. Bé đi một tí. Đấy. Tokugawa.
Đủ. Mẹ. Google à, đây sẽ Hoyo. Asuka vừa cho lúc nãy rồi đi. What? Không xem stream à? Asuka đây rồi đi. Không xem stream. Lại còn đòi. Trẻ em thiếu điều giám ngộ. Sách. Đọc sách nốt. Sugi Hojo nè. Hojo. Tiền để tạo hết tức vị. Hojo. Hojo là màu xanh trắng. Ba hình tam giác chồng vào nhau. Đeo thích quá ở đây. À đây là Satsuma, ở đây này, không biết mình có nhìn thấy. Hojo. Không thấy Hojo ở đây là thì đất này nhỉ? Đây. Làm gì có chuyện không thấy. Sửa hợp đồng lấy quyền nữa các. Chưa được. Đời này phải chết thì mới đổi được. Hojo ai lấy không?
Mèo. Cái đủ mẹ nhà nó chứ nhỉ. Hojo Nakamonobu. Ông có chơi Toka không biết, chẳng biết là game gì luôn. Chúng ta còn mấy thằng ở đây nữa cơ mà. Này, Takeda này. Thầy mình lỡ làm đồng minh lúc đánh trước rồi nên chưa đánh nó vội. Quất nó. Cho xin đa tê đi à? Được. Ổn định được đất nước xong, các clan xong rồi chúng ta bắt đầu mới chinh phạt Hàn Quốc. Đấy. Đánh Hàn Quốc là mục tiêu tiếp theo. Đánh Hàn Quốc xong rồi tính tiếp. Hàn Quốc thì tôi nghĩ đơn giản thôi. Thằng Tống mới ngại chứ còn thằng Hàn Quốc chưa bao giờ là muốn bận tâm.
Dante là màu vàng. Date Yuki Tsune. Hide, Yamato Hide. Chưa thắng à? Hokkaido, Hokkaido là ở đâu? Honkai đấy à? Hokkaido đây là đây gì? Hokkaido biểu tượng như nào? Vấn đề đã biết biểu tượng của Hokkaido là cái gì. Hokkaido Clan. Biểu tượng nó hình chữ. Nhưng đúng một đây biểu tượng thờ Shogun của nó phải thế không? Mình cũng chưa tạo được Hokkaido. Thằng này chắc là Homa này. Tôi xem logo của nó.
Có rồi. Bọn này lấy xem stream à? Mình thằng áo ấy. Cái thằng này là cái thằng Sony này. Cái lên này là Sony này. Tôi chơi sơ gần tôi nhớ ở đây là Sony này. Thằng Sony này là thằng kiểu hình mấy hình chữ nhật. Lấy cái này cũng được. Nó cũng tương đối gần giống. Nhưng bọn Sony này là nền trắng trong đen. Nền trắng. Wow. Chính xác là như vậy. Trần Như Phong. Chắc cho Hattori này. Hattori tôi cầm rồi đúng không? Hattori thì mình cầm rồi. Nhưng mà đây có logo Hattori không là chuyện. Hattori là nền đen chữ đỏ. Kiểu hai cuốn sách đè lên nhau ấy. Có kiểu kiểu như này. Kiểu kiểu như này. Đúng rồi. Chữ đỏ. Hattori. Otomo thì không có bởi vì cái đảo này nó lại full là Satsuma rồi. Còn cái bọn giữa giữa này
Đồng bộ đã. Còn thằng này, cái thằng này chúng ta chỉ quanh quẩn ở những gia tộc Nhật thôi, còn những gia nước khác thì cho bọn AI làm quản lý, mấy anh Nhật là đủ rồi. Đây là Saga nhé, à là Otomo chứ nhầm. Ok, thôi để hôm sau tiếp tục nha, hẹn anh em buổi sau. Tôi phải đi ăn cơm rồi. Chào và gặp lại, bye bye.